tiền giao á. Hôm nay sẽ cho Chi ăn đồ giảm cân. Giảm cân nhá. Đây là đồ giảm cân hả? Đúng rồi. Đây là đồ rau củ ấy. Nhưng mà tuy nó cũng một ít thì nhưng mà nó sẽ không nhằn nhỏ gì cái số cân. Nhưng mà cái này là có những cái rau củ gì đâu? Cà rốt này, đậu này, với lại khoai tây, rau củ. Thế cái này là khoai gì? Khoai này khoai gì? Chúng ta gọi là khoai bằng nghệ ấy. Bằng nghệ. Thơm nhở? Thơm. Ngày nào ra nhà Thảo cũng được ăn chừng này. Màu đẹp cực. Không phải đâu, tại vì biết Chi đang giảm cân đi. Ủa sao cái này ai cũng biết hết vậy? Có mà, nhưng mà mình sẽ cho ít thôi. Cho dưới lên thôi hả? Sốt hả? Thấy chưa? Ôi, màu đẹp thế. Nhỏ hơn màu nhiều nghệ nhỉ? Thế nào cần chấm gì không? Không cần chấm nữa. Ăn trực tiếp hả? Đúng rồi. Tại vì vừa làm sốt rồi đấy. Ủa, cái này là thịt bò à? Thịt bò hay gì? Đâu, thịt heo á. Heo á? Sao? Giống một bò. Giống một bò quá ấy. Tại vì cho tỏi với gừng ấy. Ngon. Kiểu không ngon mà không ngờ quá đó. Con gái này nhớ người yêu nhỉ? Ừ. Bố tưởng có người yêu. Thế bây giờ mình nhớ cái gì nhỉ? Thế mình nhớ về những cái củ khoai đi. Em mong chờ một ngày khi về để Thảo đã được một bữa ngon rồi. Một bữa rất ngon. Một bữa tràn đầy tình yêu thương của Thảo. Nhìn về đúng rơm rồi con. Hay là làm đồ nướng nhỉ? Nướng rơm thơm lắm. Chắc chắn là ở ngoài Hà Nội sẽ có nhỉ? Không có đúng không? Có cây rơm này. Rơm à? Ừ. Rơm ở đâu là có?
ở Hà Nội cũng có, nhưng mà thật ra là ở thành phố đấy cũng có rồi. Đúng rồi anh, nhưng mà ở thành phố cũng có, nhưng mà ở quê có. Nếu mà ở quê thì có. Hôm nào sẽ mời chi món chè xoay dẻo nhé. Chè xoay dẻo hả? Ừ. Nó giống chè giống đen hả? Không biết là nó là khoai rồi. Ừ. Cũng có thể là như thế. Nhưng mà khoai dẻo này mình phải cho những cái kiểu bột năng vào ấy. Cho nó dẻo hả? Đúng rồi. Sau mình sẽ dùng nước cốt dừa. Ơ, cái khoai này cho cá ăn hả? Không. Con cá chắc là chỉ ăn cơm. Cơm. Chắc là cơm đâu. Ừ, hai con. Kiếp ăn cái này xong là tối khỏi ăn luôn đấy. Dễ no nhỉ? Thế sao khoai nó có phải là thịt đâu mà nó dễ no thế này nhỉ? Hay là ăn khoai? Ừ. Lát nữa ăn khoai đầy bụng. Lát nữa cầm một ít khoai về. Thôi, đã ăn rồi còn cầm về ngại cất rồi. Ui, đã nghiện rồi còn ngại. Thôi thế cho cả. Cho nhiều nhiều. Cho nhiều nhiều. Người ta có lên lượng ngoài ra. Thôi. Không, nhưng một ít thôi. Lần nào chi về Hà Nội sẽ nấu chi một khoai để cho chi ăn giảm cân. Ôi, nấu thịt đi. Điên là về Hà Nội còn giảm cân thì nó về Hà Nội thì xong người ta ăn một bữa cuối cùng một bữa sướng luôn nào. Đúng không? Ừ. Nhá. Ừ. Thế đợi bao giờ về Hà Nội thì nấu được một bữa đồ ngon ngon nhá.